thinh đà ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tháng 7 trong dân gian cũng gọi là tháng cô hồn, cho nên có nhiều Phật tử hỏi về cách cúng kiến và hỏi là về hóa giải những cái quan gia trái chủ và giúp cô hồn như thế nào. Thì có nhiều câu hỏi như vậy nên thầy sẽ chia sẻ cho quý vị với cái đề tài là cô hồn tháng 7. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì trong cái dân gian chúng ta có bắt nguồn hai nguồn dân gian. Cái nguồn dân gian bắt nguồn từ đạo lão ở bên Trung Hoa cổ á, thì ta quan niệm rằng á là cô hồn mà nhốt ở trong địa ngục hoặc giả là ở trong cảnh ngạ quỷ. Thì có cái vị mà cai quản đó là vua Diêm Vương, thì cai quản các cái cô hồn đó. Hàng năm vào khoảng đầu tháng 7 cho đến rằm tháng 7 thì ta ân xá, có nghĩa là đặt cách là xá tội, cho nên mở cửa tất cả các cái tầng địa ngục, các tầng ngục môn cho cô hồn mà lên trên thế gian để được gia đình hoặc là những người hảo tâm cúng tế cho ăn. Như vậy thì trong cái tháng 7, nhất là đầu tháng khoảng chừng mùng 2, rất là ta mùng 2 cúng cháu ghế đó, tức là qua mùng 1 tới mùng 2 đó, thì là mở cửa hết. Nên ý nghĩa thứ nhất á, là mở cửa người ta được tự do. Tự do 2 tuần, năm tự do 2 tuần giống như đi du lịch vậy. Năm tự do 2 tuần và được ăn uống thoải mái 2 tuần lễ. Tại vì là bị nhốt mà đâu có ăn uống được đâu, cho nên đói khát. Còn bây giờ là mở cửa ngục lên này thì ăn uống thoải mái, nên là lên trên thế gian. Nhưng mà ngặt đấy nha, lên thế gian đâu có người cai quản. Ở dưới thì có vua ở Diêm Vương cai quản, còn lên thế gian đâu có người cai quản. Nên ở người thế gian bắt đầu người ta sợ, người ta cúng cho ăn, chứ thật ra người ta cũng sợ, sợ cô hồn phá. Cho nên từ đó đó là cái truyền thống theo tập tục của đạo giáo người Trung Hoa cổ thôi. Do đó nước nào có ảnh hưởng đến nền văn hóa Trung Hoa cổ thì có cái phong tục tập quán này, có cái quan niệm này. Và Việt Nam mình đó cũng có cái quan niệm này, chứ không phải không. Có nghĩa là cô hồn bị nhốt, rồi tháng 7 là tháng xá tội vong linh, cho nên vong linh lên thế gian này thì là mình đãi cho họ ăn, cúng rồi thí thực vân vân. Thì tháng 7 này là người ta cúng rất là nhiều, nhất là các cái chùa kèm theo cả cái truyền thống Phật giáo. Cái thứ hai là truyền thống của dân gian Việt Nam của mình. Dân gian Nam của mình thì nghĩ đơn giản thôi, tức là ở thế gian và âm phủ. Như vậy thì cái người nào ở trên thế gian này mà chết có tội lỗi nhiều bị đọa xuống địa ngục, tức người ta gọi là âm phủ. Thì khi xuống địa ngục đó, trong cái tháng 7 nguyên tháng luôn, thì được mở cửa địa ngục, ân xá xá tội cũng lên thế gian, mà luôn tháng chứ không phải chỉ có nửa tháng như là ở đạo giáo Trung Hoa. Còn Việt Nam mình là luôn tháng, tháng đó gọi là ân xá xá tội, lên quá trời luôn, lên tháng 7 gọi là cô hồn ngạ quỷ. Ta ghép hai cảnh giới luôn, tức là cảnh giới cô hồn với cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên ta đi đó đây được người cúng, người cho ăn, người thí thực no và tự do, cũng giống như cái truyền thống của các cái nước, nhất là các nước châu Á như là Trung Hoa chẳng hạn.
Thì tháng 7 được gọi là tháng cô hồn, ở Việt Nam gọi là vậy. Cho nên đó là khi mà cô hồn lên trên thế gian á, mà không có ai mà quản lý hết. Do đó nhầm khi á, gọi là hứng chí quá hay làm này làm kia cho người ta khổ, người ta kêu phá. Từ đó ở trên thế gian mình mới có cái là có nhiều người nói là trời, cô hồn chết không sợ, sợ cô hồn sống. Tức là cái người phá hay phá làng, phá xóm, vân vân. Người ta nói đó là cô hồn. Nhưng mà theo truyền thống của Phật giáo thì không phải hoàn toàn là vậy. Truyền thống của Phật giáo thì là tháng 7 là cái tháng đền ơn và báo ân cha mẹ. Và trong tháng 7 cũng là cái tháng mà tất cả chư tăng ở khắp mọi nơi đã trải qua 3 tháng an cư kiết hạ theo truyền thống của Phật giáo do Phật chế. Ngày xưa thì chư tăng đi khất thực để sống, cho nên mỗi người sống một cái nơi, ít có khi nào mà tập trung đông sống nơi. Rồi tới cái tháng 4 tức là tháng mùa mưa thì tất cả mới câu hội về nơi tu tập, thì đó được gọi là an cư kiết hạ. Như vậy thì an cư kiết hạ bắt đầu từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 theo lịch của Việt Nam mình á. Nhưng theo lịch Ấn Độ thì độ khoảng tháng 6 tới tháng 9. Cho nên bây giờ năm truyền theo lịch Ấn Độ thì so với Việt Nam mình thì khoảng tháng 6 tới tháng 9. Chư Tăng ra hạ thì bình thường Chư Tăng ra hạ vào khoảng rằm tháng 7, tháng 4 tới tháng 7 là 3 tháng. Sau khi tu tập 3 tháng, Chư Tăng có đầy đủ những cái công đức lành. Cho nên nếu mà muốn tạo hạt giống phước điền á, nên thường hay mình cúng chay tăng á, quý thầy hay đọc muốn lên bờ giác dùng thiền bố thí làm đầu, muốn tạo phước điền chỉ có phạn tăng là thù thắng. Phạn tăng tức là mình cúng chay tăng phạn lại cúng bữa cơm cho quý thầy dùng độ nhật để nuôi thân mạng này mà tu tập. Cho nên đó, rằm tháng 7 thường là các cái nơi mà ra hạ đó, quý vị Phật tử đến để cúng chay tăng và để cầu phước báo cho gia đình và hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Thì cái nguồn gốc này bắt đầu từ cái nguồn gốc mà Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Do mà Ngài Mục Kiền Liên là sau khi đắc đạo, Ngài dùng huệ nhãn thần thông lực soi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, thì Ngài mới thấy mẹ của Ngài đầu thai vào một cái loài quỷ đói khổ như là ở địa ngục. Chứ quý vị không rõ điều này, quý vị nói là tại sao đọa địa ngục mà còn là ngã quỷ. Ngã quỷ hay địa ngục, hai cảnh giới đó hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì ở trong kinh nói là bà đọa là ngã quỷ, nhưng mà khổ như địa ngục vậy đó. Có nghĩa là cái mức khổ đến khổ khốc liệt, bà đọa vào loài ngã quỷ, quỷ đói. Có nghĩa là đói khát, lạnh. Cho nên rất cần cái sự trợ giúp từ ở phía bên ngoài với người khác, nhất là người con của mình. Đó là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài tu đắc quả vị A-la-hán. Cho nên khi Ngài đắc quả vị A-la-hán thì Ngài muốn cứu mẹ của Ngài, nhưng mà Ngài dùng thần thông lực, Ngài cứu không được mẹ Ngài. Do đó mà Ngài mới bạch với Đức Phật, và Đức Phật chỉ cho Ngài cái cách cúng để cứu mẹ. Đó là cái cách phạn tăng, tức là cúng dường chay tăng của rất nhiều các cái vị tỳ kheo, ở trong đó có Đức Phật và các hàng thánh chúng. Nhờ cái lòng thành của người cúng hồi hướng
nhờ vào sức gia trì của Đức Phật chú nguyện và nhờ phước báo cúng dường cho chư Phật và chư Tăng. Cho nên cái người nào được hồi hướng á, họ sẽ sanh về cảnh giới an vui, thoát khỏi cảnh giới đau khổ đó. Như là bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên, sau khi chết đi đã đầu thai vào cảnh giới của ngạ quỷ, rất là khổ đau. Nhờ phước báo công đức cúng dường ngày tự tứ, tức là ngày ra hạ của chư Tăng đó, thì bà được hồi hướng và được chư Phật chú nguyện chứng minh cho bà, và chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho bà, bà thoát khỏi cái cảnh giới âm u và của cảnh giới của ngạ quỷ, và bà sanh về cõi trời. Cho nên trong cái đoạn kinh đó, bà quá sanh về cõi thiên cung, người thời tuấn tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Có nghĩa là bà từ cái loài quỷ đói mà quá thân sanh ra ở trên cõi trời, thì là được cứu khỏi cái nơi ô trược, khỏi nơi đau khổ như là loài ngạ quỷ. Như vậy thì mình mới thấy á, là chúng ta muốn cứu tất cả những người thân của mình, nhất là cha mẹ của mình, thì thể hiện ở trong cái tháng 7. Tháng 7 gọi là tháng đền ơn, đáp ơn. Tháng 7 á, là tháng cứu cô hồn, cứu những người mà bị đau khổ khi mà bỏ cái thân này sanh cảnh giới rất là đau khổ. Nên đó là Du Lan Bồn, có nghĩa là giải đảo quyền, là cứu người như là khổ bị treo ngược, có nghĩa là cứu người đang đau khổ, giống như là cái hình thức chúng ta đang sống mà bị treo ngược và lên vậy đó. Cho nên đó là cứu khổ người như là người bị treo ngược. Cho nên đó quý vị hãy thấy rằng á, là cứu khổ không có nghĩa là chỉ cứu cô hồn không đâu. Thực ra người ta nhầm lẫn một chút xíu thôi, chứ không phải là vậy nha quý vị. Tức là theo cái định luật luân hồi, sanh tử của nhà Phật á, là không phải như là dân gian. Dân gian có truyền thống đó, chứ thực ra ở nhà Phật á, thì Đức Phật dạy là tái sanh cõi nào là cõi nào, chứ không phải là chết đi còn lại cái linh hồn, linh hồn mới bắt nhốt vào địa ngục. Cho nên á, bây giờ á, là mở cửa địa ngục ra, linh hồn ngược lại ở trên thế gian. Mà địa ngục á, là có thật, nhưng mà địa ngục là một cảnh giới. Cho nên á, từ cảnh giới này muốn qua cảnh giới khác mà hòa nhập vào cảnh giới khác á, thứ nhất á, là nghiệp lực, thứ hai là thần lực. Nhưng đối với kêu cô hồn á, thì chưa hết nghiệp lực, cho nên không thể có thần lực. Đối với cảnh ngạ quỷ hay là cảnh súc sanh, chưa hết nghiệp lực thì làm sao mà tu để đạt được thần lực. Cho nên họ không thể nào ở cảnh giới địa ngục mà lên cảnh giới của cõi người được. Tại vì chúng sanh ở địa ngục khác chúng sanh ở cõi người. Ví dụ như ta không bao giờ đi lên trời được nếu chúng ta không có thần lực là thần thông. Và ở đây á, cũng không đi xuống địa ngục được, là tại vì á, nghiệp chưa đủ của địa ngục để dẫn đi. Cho nên là nói á, theo dân gian á, thì là cô hồn được xá tội. Xá tội nhưng mà xá 7 ngày hoặc là tháng còn qua đó bắt tội lại, chứ phải là xá luôn á. Thực ra xá tội là ví dụ như á, người ta làm tội xá tội thì đi đầu thai đi, chứ mắc gì mà đi lên đây rồi ăn uống rồi quay ngược và lại. Tức là xá tội thì hết tội, hết tội thì người ta đầu thai lên cảnh giới cao hơn cảnh giới đó. Theo riêng cá nhân của thầy nghĩ á, thì chắc là người xưa họ cũng muốn những người mất bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau đó cũng được xá tội, cũng được sanh lên cảnh giới cao hơn. Đó là sự mưu cầu hạnh phúc ở trong tam giới này. Đó là một cái quyền được mưu cầu hạnh phúc, cái quyền được sống
một cách an ổn ở nơi cảnh giới mình đang sống và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Cho nên truyền thống của dân gian muốn hướng đến sự tốt đẹp cho người mất, mà nếu lỡ họ bị đọa vào trong cảnh giới nào đó. Chứ ở trong dân gian thì không có phải là xây dựng trên tinh thần giác ngộ của Đức Phật, cho nên bị lầm lẫn cho đó. Cái cô hồn ở trong nhà Phật á, quý vị, đó là một cái dạng thân trung ấm. Thân trung ấm có nghĩa là khi người ta chết, bất phân thiện ác, có nghĩa là thiện ác không có chiếm ưu thế bên nào cả. Ví dụ như chúng ta khi còn sống, mình cực thiện nghiệp mình đạt được, ví dụ như phát tâm đại thiện với tâm quan hỷ và trí tuệ, gieo tam nhân thì người đó lập tức sanh cõi trời. Nếu người nào có đầy đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh thì người đó sanh cõi trời. Người nào có đầy đủ lòng từ bi hỷ xả, người đó sanh được cõi trời, là tâm cực thiện. Người nào có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sanh cõi trời. Người nào có không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tướng định, sanh cõi trời. Cho nên cái tâm nó đã quyết định tất cả cái cảnh giới của tâm đại thiện, tâm cực thiện. Còn bây giờ tâm cực ác như ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chảy tăng già, thì cũng bị đọa vào trong cảnh giới rất khổ đau, đó là A Tỳ địa ngục. Chết đi rồi vẫn đi liền. Còn bất phân thiện ác thì lúc đó mới ở thân trung ấm. Thì dân gian gọi cái thân trung ấm đó là cô hồn, chứ không phải là cái hồn nhập vô xác người này rồi xuất ra nhập vô xác người nọ, rồi xuất ra nhập vô xác người kia rồi xuất ra. Hồn đó còn nguyên, cái đó không phải quan điểm của nhà Phật. Nhà Phật không có gì yên nguyên cả, mà nó đã thay đổi theo chu trình của luân hồi. Cái sau là cái kế thừa của cái trước mà thôi, chứ nó không phải là cái trước, mà nó không phải là khác, nó không phải là cái trước, mà cái sau là kế thừa cái trước, nên gọi đó là luân hồi. Luân là bánh xe, là luân chuyển nè, hồi là quay lại cái vị trí ban đầu. Cho nên người ta nhầm lẫn, ta nhầm lẫn là chúng sanh ở địa ngục là cô hồn, có nghĩa là người chết được sự phán xét của vua U Minh. Người nào làm ác nhiều thì xuống dưới địa ngục, nhốt ở đó, nhốt cái hồn, có nghĩa là cái phần sau khi chết, đây gọi là linh hồn. Như vậy thì người nào làm ác bị nhốt vào trong nhục ngục đó. Nhốt rồi tới tháng 7 thả lên tháng hoặc nửa tháng. Vậy ai bắt về? Đông quá sao biết đường đâu bắt? Quý vị, cho nên đó là cái thuyết đó, thuyết dân gian nói lên cái sự hoài mong, hoài bão với người đã mất đi, mà lỡ trên thế gian này làm nhiều chuyện ác, đọa vào trong cảnh giới khổ đau cũng có được nửa tháng hoặc là tháng, là được ăn vui, được ăn no mặc đẹp, được người ta cúng bái dần dần. Nhưng đó là truyền thống dân gian thôi, chứ không phải của bên Phật giáo. Và sự thật cũng không phải là vậy. Quý vị, sự thật đa phần là người ta chết, người ta đi tái sanh liền. Tại vì tâm mình nó sẽ có một cái tâm mạnh nhất, nó làm cái tâm tử và tâm tục sanh. Cho nên nó tâm mạnh nhất là tâm tử và tâm tục sanh đó đó, nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới luôn. Nó tương đương với cái cảnh giới mà tâm tử đó lại ra đi. Cho nên hầu hết là ra đi liền, hầu hết là ra đi liền. Dĩ nhiên có những chúng sanh đang bất phân thiện ác, cho nên chưa đi liền. Từ đó ở thế gian mới làm pháp sự cầu siêu. Có nghĩa là cầu siêu không phải là phước nhiều là lên cõi trời đâu quý vị, mà cầu mà siêu là người ta phải phát tâm đại thiện, người ta phát tâm gì thiện lành mới sanh được cõi trời.
hoặc là tâm thiện hơn tâm ác nên sanh về cõi thiện. Cõi thiện trong đó có cõi người, bảy cõi thiện là sáu của cõi trời dục giới và một cái cõi của mình đó là cõi người. Cho nên về nhân quả quý vị, chúng ta hồi hướng thì chính cái phước báo nó làm thay đổi cái điều kiện sống ở nơi cảnh giới mà họ lỡ sanh vào cảnh giới khổ đau. Nên cô hồn khác, ngạ quỷ khác, quý vị, chứ không phải là một. Cho nên nhằm khi dân gian ta ghép cô hồn ngạ quỷ, hai cái này thấy khổ khổ ghép chung với nhau, chứ đâu phải. Quý vị, ngạ quỷ là một cảnh giới, còn cô hồn không phải là cảnh giới. Cô hồn là thân trung ấm, chưa đi cảnh giới nào hết, có nghĩa là đang tồn tại ở cảnh giới này, chưa đi cảnh giới nào hết. Nhưng mà khi đi cảnh giới rồi là bị luân hồi vậy. Cho nên cô hồn mà chúng ta nói là theo Phật giáo thân trung ấm. Còn nếu mà cô hồn xuất ra khỏi thân xác rồi cái hồn đó bị đọa thì đó là dân gian, chứ không phải Phật giáo, không phải là tuệ tri của Đức Phật nói, mà là dân gian, truyền thống của dân gian người ta nói vậy. Thường hay dân gian á, ta giải thích cái gì hay là đưa ra một điều gì đó cũng phải căn cứ ở trên những cái điều gì tốt đẹp cho ai đó để ta căn cứ. Ví dụ như á, là truyền thống cúng cơm cho ông bà cha mẹ vân vân thì đó cũng là điều tốt đẹp của những người con mà nhớ ơn ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục cù lao. 9 tháng cù mang, 3 năm quản dưỡng. Nên những người đó mà nhớ cái ơn đó, khi mất đi thì họ cúng cơm cho ăn, họ cầu siêu, họ làm nhiều thứ. Quý vị biết á, là có phước báo. Thì chính cái phước báo này nó sẽ làm cho cái chúng sanh đọa nơi đau khổ đó, tuy là không thoát khỏi nơi đau khổ nhưng mà vẫn là bớt khổ. Đơn cử là ông vua Ba Tư Nạc nằm mộng thấy loài ngạ quỷ đông lắm, mới nói là đức vua hãy cứu chúng tôi. Hỏi gì các vị là ai? Nói là các vị đó là bà con thân tộc nhiều đời nhiều kiếp của đức vua, do bị đọa vào loài quỷ đói rất đau khổ, cho nên biết đức vua thường hay tới cúng dường cho đức Phật, nên các vị này đến cầu khẩn vua cứu mình thoát khỏi cảnh giới đau khổ của loài ngạ quỷ, nhất là đói. Thì sáng sớm đức vua mới đi đến đảnh lễ Phật vấn an xong, đức vua mới hỏi là đức vua nằm bao thấy ngạ quỷ rất đông, nói là bà con với đức vua đều bị đọa do loài quỷ vì nhiều kiếp trước có cái nhân là các vị này là nhà bếp ở trong hoàng cung. Thời đó là thời Đức Phật và đức vua rất là tin tưởng Phật, tôn kính, không phải Phật Thích Ca Mâu Ni trước đó một thời như Phật Ca Diếp. Thì trong cái buổi lễ mà cúng chay tăng đó thì các nhà bếp á, nấu nướng ở ngoài sau á, ông vua nấu toàn là cao lương mỹ vị ngon lắm, cho nên các cái vị này nè mới lấy miếng cho con cháu mình ăn. Nghĩa là ở trong đó nó chạy vòng nó lấy miếng cho con cháu mình ăn để cho ăn nó biết cái thức ăn của nhà vua đãi như thế nào, lấy miếng. Nhưng mà vô tình á là thức ăn đó cúng dường cho Phật và chư tăng thánh tăng, cho nên mình không được ăn trước như vậy, nên ăn thức ăn cúng Phật. Nên tất cả những người trong dòng họ đó, người nào mà ăn đó, tham gia ăn á, đoạn cúng trước Phật đều đọa làm ngạ quỷ, mà không phải đọa một đời đâu, đọa nhiều đời lắm. Cho nên á, quý vị cúng Phật hay cúng á, các cái bậc đáng tôn kính á, người ta thường hay ta để chén riêng, đũa riêng,
nước riêng, đồ riêng hết. Và mình cúng trước, mình nói ăn sau. Có cách nào mà ăn trước cúng mà không bị sao không? Đã có. Mình lựa ra trước, mình đem để riêng ra cúng. Còn cái này đèo đẹt nè, mình ăn. Cái này không phải đồ cúng, mà này đồ mình giặt ra. Còn mình lựa hết đồ cúng mình để qua bên. Còn đồ giặt ra đây không phải là đồ cúng mình được ăn. Còn ví dụ như mình lựa ra đồ cúng xong mình bóc một trái mình ăn là khác à. Đó là đồ cúng. Hiểu không? Nên á, là những cái dòng họ của Đức Vua Ba Tư Nạc á, là nhà bếp, thì đồ đó là đồ cúng chay tăng. Cho nên đem những cái đồ đó cho con cháu của mình ăn, ăn miếng chơi chơi vui thôi. Nhưng mà vô tình là đồ đó là đồ cúng. Cho nên đồ cúng á là không được ăn. Mà đồ ăn á thì không có cúng. Do đó sau khi mình đồ ăn mình đem cúng đó. Nên khi mình cúng dường chay tăng hay cúng Phật, người ta rất là kỹ. Cái chén người ta để riêng. Có người á, quý vị, người ta dành riêng cái đồ đó, cái đồ cúng chay tăng thôi. Chén thôi đó, cái lòng tôn kính vậy đó. Còn đồ ăn gì cúng chay tăng đó là người ta niêm rất kỹ. Ta niêm, ta lấy muỗng ra, ta niêm xong ta đổ bỏ. Chứ không bao giờ người ta niêm xong rồi ta lấy cái muỗng đó người ta mà xào vô nữa. Nên thầy thấy có nhiều người á, đi nấu ăn á, cái đũa này xào giá, xào đậu que, đậu đũa, xào qua xào lại, cái le lưỡi liếm 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 coi là mặn mặn chưa, rồi sao lấy xào tiếp. Rồi mà đồ đó đồ cúng Phật, cúng chay tăng. Tại trước khi cúng chay tăng ta có cúng Phật, là buổi quá đường á, cúng Phật. Cúng dường thanh tịnh pháp tân tỳ lô giá na Phật, ngã viên mạng bảo thân lô giá na Phật, thiên ba ơn quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, ra đường lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật, cực lạc thế giới A Di Đà Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Quý vị á, là cúng Phật trước rồi quý thầy á mới dùng sau. Cho nên cái buổi cúng chay tăng á là quý thầy cúng Phật rồi quý thầy mới dùng sau. Còn bây giờ á là quý vị á là cúng chay tăng rồi ông ta á lại là nấu nướng ăn trước, thì mình thấy như á là bà con của Vua Ba Tư Nạc rồi. Nhưng mà bây giờ á không có ăn gì hết á mà nấu nướng không kỹ. Có nhiều người nguyên cái giá lớn nè, từ cái muỗng bự đó, muỗng múc canh bự đó nghe, cái xuống cái giá bự nè, múc vô như canh chua, múc vô nếu mà đổ ngược lại làm gì sao được. Dầu cho đồ đó là đồ người ta ăn không phải là cúng, mình cũng làm rất là sạch sẽ mình mới được phước. Dầu cho trong chùa mình ăn đi, mình làm nhà bếp, nhưng mà mình niêm kiểu quẹt cái lưỡi rồi để vô lại xào xào không được, rồi múc miếng nếm xong rồi đổ lượt lại không được. Còn huống chi á là đồ đó đồ cúng chay tăng, là các thức ăn cúng Phật vân vân. Do đó quý vị hiểu được vậy rồi á, thì á là chúng ta sẽ có vô lượng phước báo khi mà mình nấu nướng hoặc là mình cúng cho chư Phật. Có nhiều người dọn đồ cúng mà lỡ văng ra ngoài, nhìn qua lại không thấy ai bóc bỏ vô, văng ngoài thôi thì đem xuống ngoài sau bếp người ta xử lý. Lỡ mà ai mà có cố ý đâu, chả dò để lên lăn hai qua cây qua ngoài, nhìn qua nhìn lại không ai bóc lên, một đè xuống nữa lấy tay đè xuống nữa chứ. Tuy là người ta không thấy nhưng mà nhân quả nhìn thấy. Nhân quả nhìn thấy thấu suốt hết á, nhân quả không bỏ ai hết trơn á. Mình làm gì, thái độ gì, làm gì thì nó kèm theo cái quyết định nhân quả nghiệp báo của cái đó. Cho nên á, mình nghe nói á là cô hồn trong tháng 7 lên,
Nên người ta làm gì á, người ta cũng tránh tháng 7 chứ. Cưới gả không bao giờ người ta dám cưới tháng 7. Khởi công nhà, cất nhà không bao giờ người ta cất tháng 7. Khai trương rồi đó, ta không bao giờ là khai trương tháng 7. Quý vị để ý coi, cái đó là những người nào người ta coi sách vở nha. Còn người nào không coi sách vở thì nó không sao. Nó là, ủa, vì coi sách vở có sao hả? Không biết, đại loại coi sách vở thì người ta kỵ mấy ngày đó vậy đó. Mùng 5, 18, 23, còn mấy ngày tam nương. Rồi tháng 7. Có người á, hỏi là có người người ta không câu gì hết, người ta đâu có bị sao đâu thầy. Rồi cái người kia người ta giải thích á, là vô sư, vô sách, quỷ thần, bất chấp bất trách. Đó, câu nho vậy đó. Vô sư, vô sách, quỷ thần, bất chấp bất trách. À, có nghĩa là mình không có ông thầy nào coi hết, không có sách vở nào mình tra mình coi hết, thì không ai chấp mình hết. Nhưng mà mình coi á, phải coi cho đúng. Nhưng cũng ăn vị Phật thôi. Coi ngày thì thầy cũng coi ngày đó Linh cũng ăn vị Phật. Mà nhà làm cơm không có kịp, làm đồ ăn kìa tây, mình cũng ăn vị Phật, còn phải cúng cúng quyền, rồi cúng lại đất đai, rồi cúng chiến sĩ trận vong, rồi cô hồn, vân vân, làm không kịp cái hút cái giờ đó. Từ cái giờ hoàng đạo mà qua giờ hắc đạo cúng. Vậy mà chủ nhà đi theo thầy, bây giờ lọt vô giờ hắc đạo có sao không thầy? Là cúng Phật không có sao không, nhưng cứ cúng đi. Mà cúng rồi xong có nói là lọt giờ hắc đạo sao không, hỏi hoài, cúng xong cũng hỏi thầy, cúng hắc đạo có sao không? Cúng Phật hắc đạo gì? Phật mười phương, Phật dụng lòng. Chứ cúng mình là rơi vô. Nhất là sanh mổ. Thầy coi dùm coi mày sanh ngày nào mà tính ra là cỡ ngàn lượng gì đó. Tại vì ngày nào nó có lượng có chỉ, ta tính á, giờ nào lượng nhiêu chỉ nhiêu vậy tính ra. Lượng nhiều chỉ nhiều đó là làm quan làm vua. Nên đó, người ta muốn cho con người ta làm quan làm vua ngon lành đó, ta mổ đúng cái giờ đó đó, là giờ đó được mấy chỉ mấy lượng gì đó, đại loại cả ngàn lượng gì đó, đại loại vậy. Ông kia cũng giàu lắm, ông mới coi xanh đúng giờ đó mổ bắt con, hợp đồng hết trơn, người ta chịu hết trơn rồi, trả tiền dịch vụ luôn rồi, tới giờ đó cúp điện. Rồi nổ bãi đèn á thì nó không đủ làm sao đó để mổ, cho nên ta đợi qua thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, rồi từ ngàn lượng xuống còn có 1 lượng một. Từ cái giờ hoàng đạo mà xuống cái giờ á là hết đạo. Cho nên quý vị thấy là cũng khó lắm. Cái quan niệm của dân gian á là cô hồn á là phá dữ lắm. Quan niệm dân gian đó người ta sợ lắm. Cúng không phải là lòng từ bi không đâu. Quý vị cúng đừng cho phá dân gian á, chứ không phải là trong nhà Phật mình á là cúng với lòng từ bi, thương yêu, mình cho ăn. Như chiều á, ở trong các chùa cúng mông sơn thiết thực á, buổi chiều đó thì lòng từ bi, thương yêu cô hồn ngạ quỷ, hai cái loài mà sống vất vơ vất vưởng. Cô hồn ta quan niệm là chưa đi tái sanh đó, còn phân bất định về thiện ác nên còn lưu lại thế gian là cô hồn, còn ngạ quỷ đã đi tái sanh rồi thành một loài quỷ đói. Cho nên nếu ở xung quanh trong ngũ thú tập cư này, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, là 5 cõi này sống cùng một nơi,
gọi là cõi ngũ thú tập cư. Cho nên á là người ta thương yêu mà là chùa á là cúng cho ăn. Bây giờ buổi chiều chùa nào á là cũng cúng thí thực hết. Còn buổi trưa á thì chùa nào cũng cúng đại bàng hết. Đại hòa bằng quỷ già so buổi trưa. Còn buổi chiều á là cúng cô hồn ngạ quỷ. Buổi trưa là cúng đại bàng già so. Cho nên ở chùa á là đầy lòng từ bi thương yêu để cúng cho các cái vị đó là có no lòng, và đồng thời nghe kinh nữa, kinh Mông Sơn Thí Thực vào buổi chiều á. Nam mô Diệt Như Dương Bồ Tát á, mảnh quả diệu diệu chiếu thiết thành lý nhiệm diệt cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính cục tụng Quan Nghiêm bán kệ kinh nhược nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Cho nên á quý vị, là trong cái bài kinh nó có nhiều bài hay lắm để khai thị cô hồn, để cô hồn một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật cầu giảng sanh về cảnh giới đó. Đó là một cái lòng từ bi đối với nhà Phật, với tất cả cứu khổ cho những loài mà đang khổ đau. Và trong cái pháp sự kỳ siêu và pháp sự cầu siêu để cứu chúng sanh khỏi cảnh giới của đau khổ đó quý vị, thì là chúng ta thấy qua các án kinh, qua các bài kinh. Bài kinh Du Lan nói từ cái ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ đó, nhân cái sự chuyện tích đó nó trở thành điển tích điển cố. Thì cứu mẹ là bà Thanh Đề thoát khỏi ngạ quỷ về cái cảnh giới trời. Cái pháp sự kỳ siêu thứ hai á là bà La Môn Nữ ở trong kinh Địa Tạng cũng cứu mẹ của mình thoát khỏi cảnh giới của địa ngục mà sanh về cõi trời. Pháp sự kỳ siêu thứ ba á là tụng Lương Hoàng Sám, vua Lương Võ Đế đã cứu được vợ của mình là Hoàng hậu Hy Thị thoát khỏi loài súc sanh mà sanh lên cõi trời. Như vậy á, là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sanh lên cõi trời hết. Mà cõi trời nào á, thì trong các bài kinh không có nói, chỉ nói cõi trời thôi chứ không nói cõi trời nào. Nhưng mà có lạ điều ta, cái này nói thêm thôi nha, kinh Du Lan Mục Liên cứu mẹ nữ, rồi trong kinh Địa Tạng bà La Môn Nữ cứu mẹ cũng nữ luôn, rồi vua Lương Võ Đế cứu vợ mình cũng nữ luôn. Ba pháp sự kỳ siêu địa ngục ngạ quỷ súc sanh sao thấy cứu nữ không thấy cứu người nam nào chứ? À, cái gì? Không biết cái này nó trùng hợp làm sao. Chắc có lẽ là theo mình nghĩ á, cái nữ á, nghiệp hơi nặng sao á. Cho nên á quý vị, chúng ta có cái tâm nữ á, mình hãy chuyển thành tâm nam đi, nó nhẹ bớt nghiệp. Là chúng ta đang không nói tới thân nữ mà ta nói tới tâm nữ. Cái tâm nữ là tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm nhỏ nhen. Tâm nam là tâm trượng phu, tha thứ, thương yêu, giúp đỡ. Cho nên mình á, tuy là thân á, là thân nữ, nhưng mà mình chuyển cái tâm thành tâm nam, là phát tâm bồ đề, phát tâm cứu khổ chúng sanh, phát tâm từ bi tha thứ thương yêu mọi người mọi loài, thì vậy đó cũng đắc quả như là người nam. Cho nên quý vị đừng nghĩ mình là thân nữ mà không tu đắc quả. Ngài A Nan đã từng bạch với Phật và từng hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu một người nam tu hành đúng chánh pháp thì đắc cao nhất là quả A La Hán, vậy người nữ tu hành đúng chánh pháp thì như thế nào? Thì Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng người nam tu đúng chánh pháp đắc A La Hán, người nữ tu đúng chánh pháp cũng đắc A La Hán. Cho nên khả năng tu chứng đắc là nam nữ có khả năng cơ hội ngang nhau. Nhưng mà về nghiệp cấu tạo nên thân và tâm của người nữ có khác hơn cái người nam. Cái đó là chúng ta đang nói chung thôi. Chứ còn nhầm khi có những người nam mà tánh nữ, và có những người nữ tánh nam. Chứ không phải cái đó người ta nói vậy mặt bằng chung thôi, chứ không phải là rập rập in khuôn là tất cả. Cho nên trong cái pháp sự kỳ siêu á, thì vua Ba Tư Nặc là được Đức Phật dạy cách nào để cứu những cái người bà con thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ đó. Thì Đức Phật dạy là cúng dường trai tăng. Trai tăng vào thời Đức Phật là một bữa cơm. Trai tăng vào thời Đức Phật ngày nay ta gọi là trai phạn. Thì trai tăng là một bữa cơm đó. Nên Đức Vua tổ chức buổi cúng dường trai tăng long trọng, mời nhiều vị đại tỳ kheo, trong đó có Đức Phật là giáo chủ. Và Đức Phật hứa khả nên cúng dường một cái buổi trai tăng rất lớn và hồi hướng cho cái hàng ngạ quỷ bà con của ngài nhiều đời nhiều kiếp, hình như 500 kiếp trước lận. Đó thành quỷ không? 500 kiếp. Khổ ghê không? Và qua đêm sau á, các cái vị này mới xuất hiện cho vua thấy nữa. Nói là mừng quá trời, mấy bữa nay đói mà giờ no hết trơn, ai cũng no hết trơn. Nhờ là ngày cúng dường trai tăng hồi hướng, tụi tôi no hết trơn không ai đói chứ. Cái cảm giác đói mất hết. Nhưng có cái không có quần áo mặc, lạnh quá, hết đói khổ rồi giờ còn lạnh quá không có quần áo mặc. Thì Đức Vua mới lên bạch Phật là nằm bao thấy vậy đó. Đức Phật là thôi giờ cúng dường dân y đi cho chư tăng. Thì ngài mới tổ chức một cái buổi lễ dân y, rất nhiều các cái vị tỳ kheo mà y cũ y rách hoặc là không có y được cúng dường. Và qua cái đêm đó thì Đức Vua mới nằm chiêm bao tiếp, mới thấy rồi ôi mặc đồ xanh màu đỏ màu vàng quá trời, đồ mình đồ xịn không. Thì tới từ giả Đức Vua là nhờ Đức Vua hồi hướng nên các cái vị này nè là không còn đói nữa và không còn lạnh nữa, có quần áo mặc hết. Và nhờ cúng dường hai buổi trai tăng đó, nhờ lời khai thị của Đức Phật và chư hàng thánh tăng, các vị này đã hiểu ra cái con đường đau khổ của thế gian này, nên các vị không còn có tâm ngạ quỷ nữa. Ngạ quỷ là tâm gì? Là tâm bỏn sẻn tham lam, bất chấp việc ác, miễn sao có lợi làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, hoặc sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi. Có nghĩa là lợi cho mình thôi, còn tất cả những người khác thì không màng. Không màng tới người ta sao chịu không vậy, còn là lợi ích cho mình là được. Do đó mà cái tâm tham lam này đã cộng với cái sự ác tâm, mê mờ tâm và cảm thọ hỷ hoặc là cảm thọ xả, đối với tâm tham lam này sẽ đọa vào trong cảnh giới rất là khổ đau, đó là loài ngạ quỷ. Cho nên thoát kiếp ngạ quỷ này không phải là chỉ có hồi hướng không đâu, mà thoát kiếp ngạ quỷ này là ta nhìn lại thấy cái tâm tham lam của mình sai, người ta sám hối và người ta khởi tâm tu tập để đoạn trừ tất cả tâm phiền não đó. Cho nên ở trong kinh có nói là trước khi thọ thực đàn trai hãy cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bảy đời sẽ được siêu thăng.
cùng là cha mẹ hiện tiền, cũng nhờ phước đó mà tiêu ách nạn. Nên cầu nguyện xong gì nữa, quý vị là còn khai thị nữa. Ví dụ như là cầu nguyện xong rồi còn khai thị cho những người mà được hồi hướng đó, người ta thay đổi tâm. Thực ra phước nó không làm cho người ta thay đổi cảnh giới, mà chỉ có tâm mới làm cho thay đổi cảnh giới. Quý vị nhớ con câu chuyện không? Con đó ông phạm tội bất hiếu với mẹ, cho nên bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Và ông á xuống thay thế cho một người kia đang đội cái chảo lửa anh đầu. Và ông này ông bất hiếu với mẹ, ông chết đi, ông đọa xuống địa ngục. Và ông đến đó ông đội cái chảo lửa anh đầu. Thì sau khi ông đội chảo lửa lên, ông mới hỏi ông quan cai ngục. Hỏi chừng nào mà ông có thể thoát khỏi cảnh đội chảo lửa này. Thì ông quan cai ngục nói rằng đến khi nào ở trên thế gian còn cái người mà bất hiếu với cha mẹ, có người cho bất hiếu với cha mẹ bị đọa vào xuống đây, thì người đó sẽ thay ông mà đội cái chậu lửa này, ông sẽ đi qua cái nơi khác. Ông nghe vậy đó, cái thứ nhất là đội chậu lửa này rất nóng và rất khổ, nên ông không có muốn ai đội chậu lửa này như ông hết. Cái thứ hai, nếu mà có người xuống đây thay thế đội chậu lửa này thì dĩ nhiên có người bất hiếu cha mẹ trên thế gian. Nên ông thấy như vậy, ông mới phát lên một lời đại thệ nguyện là mười phương chư Phật và đại Bồ Tát chứng minh cho con. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp mãi mãi đội chậu lửa này. Ông quan cai ngục là sao kỳ vậy? Người ta nguyện cái gì, nguyện cho ông nguyện đội chậu lửa ông? Ông mới giải thích với ông quan cai ngục vậy đó, là đội lại nóng lắm, tôi không muốn cho ai đội chứ người ta chịu không nổi đâu. Cái thứ hai nữa, nếu có người đội chậu lửa này là có người bất hiếu cha mẹ, mà tôi bất hiếu cha mẹ làm cha mẹ tôi khổ quá và tôi hối hận lắm, mà tôi không muốn bậc cha mẹ nào trên đời chịu khổ nữa chứ, nên tôi đội này. Dĩ nhiên đời đời kiếp kiếp tôi đội gì thì đời đời kiếp kiếp không ai bất hiếu cha mẹ của mình để đến đây thay thế. Tại vì ông ăn năn hối hận, ông vừa phát nguyện xong ông thoát khỏi cái chảo lửa mất tiêu, chảo lửa là quá sanh mất tiêu, và ổng lập tức tái sanh về cõi trời. Cái tâm đó là tâm Bồ Tát, chứ đâu phải tâm bất hiếu, tâm ác độc. Cho nên cái tâm là quan trọng. Mình làm sao sửa được tâm, làm sao giữ được tâm, làm sao tăng trưởng được tâm, làm sao tốt đẹp được tâm. Nên chư tiền bối dạy rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên mình luyện cái tâm là cái quan trọng, còn tất cả các cái tướng coi gì chứ nó có còn có mất. Với thời gian nên có nhiều người á mà họ kể cảnh giới cô hồn mà mình nghe thôi, chứ thực ra nó cũng không phải là xác đáng đâu. Kỳ đó thì về miền Tây gặp với ông kia, ổng là ổng nhìn thấy trơn. Tháng đó cũng tháng 7 nữa. Ổng là tội nghiệp quá trời, nó ngồi sắp hàng vậy đó. Cô hồn mới ngồi sắp hàng, buồn lắm, một tay chổi canh hàm, một tay cầm cái tàu lá chuối che mưa. Tại vì chiều đó chiều mưa lắc rắc, không có nhà cửa ở, ở lên khơi vậy đó. Có người theo mộ, người theo cố, có người
không biết đường nào đi xa, đi khơi khơi. Ông la trời ơi, lớn có, nhỏ có. Nó ngồi một tay chỗ canh hàm, ngồi chùm hổm nữa, mà ngồi đặt cái dơ như che tàu lá chuối. Ông thấy ông tội hết sức, ông nói vậy đó. Thầy nghe, mình nghe thì mình cười, là cười cái chỗ ông nói tiếu tiếu. Nhưng mình la lỡ mà có gì chứ cũng tội nghiệp người ta lắm. Ngồi ra sắp lớp không ai cúng cho ăn gì chứ, mà cầm tàu lá chuối, trời mưa đâu có nhà cửa đâu mà bứt cái tàu lá chuối che đó ngồi đó. Người ta chổi cạnh hàm chán muốn chết. Nhưng mà đó là ông nói vậy thôi, còn không biết làm sao nói. Nhưng mà theo á, thầy nghĩ á, thì chắc cũng là chú cũng nói một phần để cảnh tỉnh người đời, một phần để cho vui. Còn cái kỳ đó thầy có kể rồi, thầy cũng nói lại luôn. Là cô kia, cô làm ở trong cái quán, quán đối cạnh ở cái nhà hoàng. Nhà hoàng là ta đem vô người ta ở nhà, trong thành phố người ta không có tiện, nên người ta lại người ta thuê cái nhà hoàng á, ta làm đám ở chỗ nhà hoàng có đầy đủ phương tiện chứ, gọi là nhà hoàng. Thì cái ông này nè, ông còn sống á, ông có chiếc xe SH, ông mới mua 190 triệu. Ông mua về ông chạy có ngày một ông trùm mền luôn, là tại vì ông chạy vô ông gửi xe đó, mấy xe khác nó cọ xe ông chạy xe, cho nên ông hết dám gửi luôn, chạy xe cũ đi làm. Xe mới ông trùm bệnh để đó xe SH. Cái thằng con út ba cho con mượn xe đi chơi, đi sinh nhật. Ông không dứt phát, không cho, không cho. Cái bữa đó ông chết thì chở vô nhà hoàng để hoàng. Thì con á, ông chết rồi thì con lấy chìa khóa SH chạy tới nhà hoàng. Cái cô kia cô bán quán nước ngang đó nè, cô nói, cô nói là trời ơi, thấy thằng con ổng á là chạy chiếc SH nhóng ga ngang, ổng ngoài sau ổng đu theo cái xe, ổng kéo lại mà ổng cà xuống mặt đường, ổng la lên, ổng la xe của tao sao mà lấy xe của tao, ổng sao mà lấy xe tao, ổng cà xuống mặt đường mà con nó đâu hay đâu, nó chạy nó kéo ổng lê lết ngoài đường. Mà mình nghe thấy nó cũng mắc cười. Nhưng mà mình nghĩ có thiệt chắc cười không nổi quá à. Sao thấy người ta chấp thủ, người ta khổ đau quá đi, chấp thủ của cải vật chất. Nhưng mà thầy nghĩ thì cô đó cô nói thôi, chứ cũng chưa chắc phải là như vậy. Nhưng mà về lý thì mình nghe cũng có lý. Cái người nào mà chấp thủ của cải vật chất của mình đó thì thường hay là vậy. Chứ hiếm hoi lắm. Trong nhà Phật gọi là thân trung ấm hoặc là thần thức, chứ nhà Phật không có gọi cô hồn. Nên ở trong kinh á, dùng từ xá tội vong nhân thôi, vong linh chứ là không có dùng cái từ cô hồn. Đâu có gì cái bài kinh nào mà chúng ta thấy là dùng từ cô hồn của thế gian đó. Từ cô hồn là thế gian dùng. Tại vì cái từ này dễ nhầm lẫn với một cái linh hồn bất biến. Mà trong nhà Phật là dạng sự tùy duyên, dạng sự nhân duyên, không có một cái linh hồn bất biến. Mà nó thay đổi theo thời gian và thay đổi theo hoàn cảnh. Ví dụ như á, là cái tâm lúc chưa tu đây, nhưng lúc tu nó sẽ thay đổi. Hồi nhỏ tâm mình đây, nhưng mà lớn lên tâm mình sẽ thay đổi. Nó không giữ mà hoài kiếp này đây, nhưng kiếp sau tâm mình sẽ thay đổi. Nên có nhiều người nói là kiếp sau á, mình đâu còn biết gì đâu. Cho nên bây giờ mình làm gì làm cũng đâu có sao đâu, kiếp sau đâu có biết gì đâu. Và kiếp sau cũng đâu phải mình đâu. Mình bây giờ tướng tá ở đây, dốc dáng ở đây, mà kiếp sau sanh ra người khác, loài khác, đâu phải mình. Người đó hiểu là hiểu mình là giống nhau,
thân và tâm bất biến, gọi là của hồn, linh hồn. Nhưng mà trong nhà Phật không phải là vậy. Trong nhà Phật á, là cái sau á, là phần còn lại của cái trước. Cái trước đã tan rã rồi, không bao giờ mất hết, mà tan rã ra rồi nó còn lại. Thì còn lại sau khi tan rã đó thì chính là thân sau của mình, kiếp sau của mình. Mà tại sao người ta lại không biết kiếp trước? Là tại vì thức á, nó sẽ hủy diệt và tan rã với thời gian. Chỉ có trí tuệ mới không hủy diệt và tan rã thời gian thôi. Còn thức á, sẽ hủy diệt tan rã thời gian. Ví dụ như nhỏ biết đủ thân, lớn lên quên chừng. Hoặc giả là mình bị lẫn, mình quên. Hoặc thời gian lâu mình quên, quên mất cái kiến thức đó, gọi là thức. Mê nó cũng không còn nữa, ngủ nó cũng mất nữa, rồi chết đó là mất hết những cái kiến thức gì mình đang có. Nên á, cái thức và kiến thức ở tại thế gian này mượn tạm thời để xài chơi thôi, chứ không phải là vĩnh viễn, không phải là mãi mãi. Mà trí tuệ ba la mật, cái đó mới là đẳng cấp. Trí tuệ ba la mật không phải là mãi mãi, mà nó không phụ thuộc vào thời gian và không gian. Mình nói mãi mãi là mình đã chấp thường rồi. Có nghĩa là trong cái thế giới vô thường mà có cái mãi mãi là mình chấp thường, mà gọi là không phụ thuộc. Cái gì phụ thuộc thời gian thì cái đó bị vô thường chi phối. Còn cái gì mà không phụ thuộc thời gian thì vô thường không có chi phối. Cho nên nó không phụ thuộc, niết bàn không phụ thuộc, chứ không phải niết bàn là mãi mãi. Nó không phụ thuộc thời gian nên thời gian o. Ta không phụ thuộc làm gì có cái thời gian. Nó làm gì có thời gian gì, nó là mãi mãi không? Đâu, ông nói mãi mãi là ông nói thời gian rồi. Nói mãi mãi hay không mãi mãi là đang nói khái niệm của thời gian. Mà niết bàn trí tuệ không có phụ thuộc vào khái niệm của thời gian. Kiếp trước kiếp sau là thời gian đấy. Cho nên tại sao người tu kiếp trước á, trí tuệ như vậy mà qua kiếp sau á, ta vẫn trí tuệ như vậy, không mất đi. Tại nó không phụ thuộc, chứ không có nghĩa là nó mãi mãi. Mãi mãi nghĩa là gì? Trong thế giới phụ thuộc này mà nó tồn tại hoài thì đó được gọi là mãi mãi. Còn này nó không phụ thuộc vào thế giới. Hai này nó khác nhau, khác dữ lắm mà. Nhầm khi chúng ta không hiểu cái này, chúng ta sẽ bị chấp, chấp cái mãi mãi, cái thường còn. Trên đời này không có gì mãi mãi, không có gì thường còn. Đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đức Phật nói trong Tam Pháp Ấn, nói ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng. Nhưng mà những cái gì nó không phụ thuộc vào các cái quy luật của thế gian này thì nó đâu có khái niệm đó. Thời gian nó phụ thuộc vào sanh diệt, mà này nó không phụ thuộc vào thời gian thì làm sao có sanh diệt. Nên cái không phụ thuộc và cái mãi mãi mình thấy bên ngoài, mình tính đâu giống nhau. Ví dụ như niết bàn là mãi mãi. Cho nên cái mà mình biết á, là chỉ một phần nhỏ thôi. Niết bàn không phụ thuộc. Còn Tây Phương Cực Lạc, thế giới chư Phật lập quốc độ, phụ thuộc cái gì và không phụ thuộc cái gì, đó là cả một vấn đề, chứ không phải chơi đâu. Không phải là não con người mình có thể suy xét được đâu. Cho nên nhầm khi suy xét được mà nó không có. Mình nói là người ta khuyên thế gian vậy. Nên có nhiều người á, nói là thầy ơi thầy, địa ngục đâu có hả thầy? Người ta nói địa ngục ra để người ta hù thiên hạ, cho thiên hạ tu. Nhà Phật không có hù. Nhà Phật có làm sao nói vậy? Tu là quyền của ông tu được thì ông lợi ích, ông tu được thôi chứ. Mắc mới gì tôi đâu mà hù ông chi. Nên cái người tu á, ta tìm ra được chân lý đạo siêu màu, người ta phát tâm ta tu tập. Chứ không phải là do hù mà người ta tu đâu, người ta sợ người ta tu đâu. Dĩ nhiên
cũng có một phần sợ mà tu, mà phần sợ tu thì lại tu không có tới, là tại vì họ không có chánh tri kiến. Mà người có chánh tri kiến đâu có cần gì hù đâu, là người ta tu luôn rồi. Ta thấy người ta rõ cái con đường này là con đường độc nhất, con đường mà sẽ đưa đi đến chứng ngộ giải thoát niết bàn, người ta tu luôn rồi. Cho nên cái cô hồn của dân gian mà theo truyền thống của Trung Hoa cổ, cô hồn của Việt Nam theo truyền thống của dân gian, nó khác nhau một chút nhưng mà cũng gần gần giống nhau, là cũng là ở tháng 7 được xá tội và xá miễn. Cho nên thật ra quý vị, nhà Phật là không ai bắt tội nên không có xá tội. Cho nên ai nói nhà Phật mà nhập lên xưng Phật rồi xá tội tất cả chúng sanh rồi đó, không có. Chúng ta đâu có tội với ông Phật đâu, mà chúng ta có tội với cái chúng sanh mà mình làm ta tội đó, chứ đâu phải tội với ông Phật. Cũng không ai bắt tội mình hết á, mà tại vì chúng ta ở trong cảnh phụ thuộc vào nhân quả nên là nhân quả nó phải chạy thôi, tức là nhân quả phải hoạt động đó. Chúng ta đang ở cõi nhân duyên thì nhân duyên phải hoạt động, ở cõi nhân quả thì nhân quả phải hoạt động thôi. Thân trung ấm là có, ngạ quỷ là có, các cảnh giới là có, chư thiên chư thần là có. Nhưng mà như thế nào thì không phải ai cũng biết. Cho nên chúng ta thường hay nhầm lẫn về khái niệm của dân gian và khái niệm Phật giáo. Khi Phật giáo truyền đi tất cả các nơi thì nơi đó đã có truyền thống của dân gian rồi, nên Phật giáo tiếp biến văn hóa để truyền bá đạo pháp dựa vào phong tục tập quán của thế gian, tín ngưỡng dân gian. Cho nên nhất là hệ thống bắt truyền, đi đến đó người ta đang dạy mình đâu có bỏ được. Ví dụ nơi đó người ta thích coi ngày ngày hoàng đạo, thích coi. Ví dụ như xây nhà không phạm kim lâu, cưới vợ là không phạm bắc sang, ngày khởi công, giờ khởi công, giờ hoàng đạo, còn năm kỵ tuổi kỵ hơi nhiều lắm, thì người ta tin, người ta coi vậy thôi, ít nhiều gì người ta cũng bớt đi sự lo lắng vậy thôi. Còn hỏi gì coi gì có không? Hỏi không có à, coi làm chi? Nên người nào coi là người đó nói có mới coi. Tại vì không có coi làm chi? Hiểu không? Không có thôi coi làm chi? Còn người nào không coi á, thì người đó thứ nhất là không biết, thứ hai nó không có, không biết gì hết á, thì cứ làm đại thôi. Còn cái thứ hai biết á mà nói thôi, không tin, không có thì người ta không có, vậy thôi. Còn nói sự thật là có hay không tùy duyên, có khi nó có khi không. Trong trường hợp nào nó có, trong trường hợp nào nó không, chứ không phải là không không, phải có không. Nhà Phật là nhân duyên, đủ duyên nó có à. Cái gì trên đời này gì đủ duyên là nó có à, còn không đủ duyên là nó không có. Chứ quý vị đừng có kết luận là cái đó không có, nó chưa đủ duyên đó, chứ đủ duyên cũng có. Còn có những người nói là cái này không thể nào đủ duyên. Sao mình biết không thể đủ duyên? Mình đâu phải tuệ của Đức Phật đâu, nhìn thấy biết không phải đủ duyên. Cho nên dựa vào mài và cô hồn thì thường hay, tại sao á người ta nói bị đọa vào trong địa ngục, đọa ngạ quỷ, tại làm ác đúng không? Làm ác làm khổ người ta phải không? Làm khổ người ta là quậy phải không? Cho nên tháng 7 á được thả ra, được đưa lên, ta sợ lắm, là tại vì người này đã từng quậy mà mới bị đọa đúng không? Dân gian á suy nghĩ từng quậy mới đọa nên ta sợ lắm. Ta sợ người ta mới cúng cho ăn để đừng có phá người ta, chứ không phải hoàn toàn vì lòng từ bi thương yêu mà cho đâu.
cũng có. Ví dụ như con nhà Phật, chúng ta thừa hưởng với Đức Phật lòng từ bi thương yêu chúng sanh, mình cũng có thể cho người ta. Cho nên đó quý vị, truyền thống của dân gian cúng cho cô hồn để ăn ngạ quỷ ăn thì đó là truyền thống tốt. Nhưng mà mình đừng có bao giờ lạc vào trong thế giới đó. Ngày nào cũng cúng, có những nhà Phật tử chiều nào cũng cúng, trưa nào cũng cúng. Đừng lạc trong thế giới đó, để chùa người ta làm. Ở nhà mình đó quý vị, ở chùa có nhiều người nên ngày nào ta cũng cúng được. Cũng mình có bữa cúng bữa không. Đi du lịch 7 bữa, 7 bữa không cúng rồi. Nếu người ta ăn quen thì sao, người ta về không có thì sao. Một là người ta buồn, hai người ta quán mình. Cho nên ở nhà quý vị thì thôi mấy ngày lễ lớn thôi cúng vậy thôi. Chứ bình đừng bình ngày nào cũng cúng. Rất là nhiều người ngày nào cũng cúng, chứ dĩ nhiên mình thương là phải. Nhưng mà đi đâu làm sao. Người ta ăn hoài tự nhiên ngày nào cũng ăn, chứ ngày đó cúp lương sao, sao được. Nên ta buồn chứ. Nên đó, mình hiểu vậy đó. Là không có cái chuyện mà nhốt lại mở ra nha. Đó là truyền thống của dân gian. Ở đây chúng ta đang nói tới quan niệm Phật giáo, chứ mình không có nói là dân gian không có, là không phải. Chúng ta đang nói tới quan niệm Phật giáo là không có mở cửa ra để lên. Tại vì cảnh giới địa ngục là một cảnh giới sanh tử, chứ không phải là cảnh giới con người mà làm cái ngục. Hai đó nó khác nhau. Không phải là cõi người mà có cái ngục rồi thả lên thả xuống, mà địa ngục là một cảnh giới. Chúng sanh đi đến cảnh giới đó, người cảnh giới đó, chúng sanh cảnh giới đó. Đầy dẫy đau khổ, ngạ quỷ làm cảnh giới. Còn họ có thể xuyên suốt cảnh giới này qua cảnh giới kia đó thì tùy vào nhân duyên của từng người. Mà mình không thể hiểu được một cách chính xác 100%, mình chỉ nắm bắt ở trên mảng của khái niệm thôi. Cho nên tháng 7 này á, theo truyền thống thì chúng ta nên á là tổ chức những cái buổi cúng dường bố thí hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Và bố thí cho người sống thì chúng ta cũng bố thí cho người mất là cô hồn ngạ quỷ, vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp. Hiếu thảo là truyền thống tốt đẹp. Từ bi thương yêu giúp đỡ cứu khổ người ta, kể cả âm dương, đều là truyền thống tốt đẹp. Nên văn hóa này cần phải được bảo tồn. Đang nói lên cái tình, cái nghĩa, cái đạo đức. Đang nói lên cái sự quý giá ở trong tâm mình thừa hưởng từ Đức Phật. Cho nên quý vị nói tháng 7 tháng cô hồn, không dám làm gì thì không làm lấy gì ăn, thôi thì cũng làm. Nhưng mà mình cũng đừng có quá theo cái dân gian quá thì chúng ta mất chất lượng của cuộc sống, không dám đi đâu, không dám làm gì hết. Còn ít phút, thầy trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Câu thứ nhất là trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giáo Pháp Phật chỉ có một thừa, nhưng do trình độ chúng sanh khác nhau, nên Phật phương tiện nói thành ba thừa. Vậy lợi ích của ba thừa như thế nào và phù hợp với thời đại ngày nay không? Trong Phật giáo á, nếu mà theo các nhà soạn á, ví dụ như Phật học phổ thông đi và Thượng Thiện Hòa soạn á, thì tới ngũ thừa là chứ không phải này có chỉ có ba thừa đó. Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. À, có năm thừa. Thừa là gì? Thừa là cổ xe. Cổ xe để làm gì? Để chuyên chở cái người đi. Người có phát tâm lớn như là xe trâu chở nhiều người, còn phát tâm nhỏ xe nai, xe hư, xe dê chở ít người. Có nghĩa là chúng ta cái sự phát tâm của mình mà thôi. Và cuối cùng Đức Phật nói là chỉ có Phật thừa. Phật thừa nghĩa là gì? Là tu để giác ngộ. Phật là giác ngộ, tu mục đích cuối cùng là giác ngộ, đó là Phật thừa đó. Tại vì chữ Phật là giác giả, chữ Phật đó là giác giả. Phật giả Phật đà chỉ đến xưng. Quý vị coi Phật học giáo Pha Thư á, thì Phật là giác giả, mà tu á là cuối cùng để giác ngộ thôi chứ gì.
Như vậy thì chỉ có một thôi, không có nào khác, chỉ giác ngộ duy nhất thôi, chứ không phải là tu để cầu. Cho nên ở trong kinh sám hối nói rõ này trong phần đầu luôn: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa Phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là tu đến giải thoát là cái mà người tu hướng đến. Còn tất cả các cái thừa, tức là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác thừa, không phải là người tu tướng tế. Tức là người tu á, là không phải hướng tới cái quả vị, mà hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Chứ hướng tới quả nào, vị nào. Cái gốc á, đang nói tới gốc. Dĩ nhiên trên đường tu á, thì mình sẽ qua những cái chặng đường của đường tu. Nhưng mà ở đây nói trên cái nền tảng lý thuyết thôi, cho thanh văn duyên giác, rồi Bồ Tát thừa, Phật thừa. Thanh văn duyên giác là đồng nhau, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Ví dụ quan niệm gì cũng chẳng qua là quan niệm thôi. Chứ thực ra thanh văn duyên giác là hoàn toàn thoát khỏi đau khổ nhờ sự tu tập. Vị duyên giác không nhờ giáo pháp của Phật, vị đó tự tìm ra giáo pháp mà tu tập, đắc quả duyên giác. Thanh văn là nhờ Đức Phật chánh đẳng giác dạy thì đắc A-la-hán. Còn Đức Phật chánh đẳng giác không thầy chỉ dạy, đắc quả Phật. Cho nên thanh văn duyên giác thừa, Phật thừa đều chứng đắc Niết Bàn. Còn Bồ Tát thừa, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, tức là Bồ Tát là trên tinh thần độ sanh. Nên Bồ Tát là tâm nguyện độ sanh, phát tâm lòng từ bi độ sanh. Còn quả Phật chánh đẳng giác, quả duyên giác, quả thanh văn là tu đoạn cái gì, đoạn cái gì mới được cái quả gì đó. Ví dụ Đức Phật, Ngài đoạn diệt tất cả kiết sử truyền cái, không thầy chỉ dạy, Ngài đắc quả A-la-hán Phật. Có nghĩa là A-la-hán, A-la-hán là sự giải thoát, và quả Phật là quả chánh đẳng giác. Nên Đức Phật từng, Ngài từng nói ta làm vị A-la-hán, đại A-la-hán. Cho nên á, là nếu mà quý vị học A Tỳ Đàm hoặc giả là nghiên cứu sâu hơn, chúng ta thấy Bồ Tát là hạnh nguyện độ sanh, còn Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán là tu đạt quả vị. Hai cái khái niệm khác nhau hoàn toàn. Cho nên ngày nay với ngày xưa gì á, thì cũng tu giác ngộ y nhau. Nhưng mà ngày nay á, thì chịu sự chi phối của thế gian nhiều, nên cái sự cản trở trên đường tu nhiều hơn ngày xưa. Câu thứ hai: dạ thưa thầy, ở nước ngoài châu Âu có câu chuyện ác quỷ Dracula đã tồn tại trong lâu đài và trăm năm không siêu thoát, mình có thể hiểu người này vẫn còn ở thân trung ấm không? Chúng ta không thể so sánh giữa hai cái truyền thống khác nhau. Tại vì mỗi truyền thống thì họ căn cứ vào một hệ quy chiếu khác nhau. Nên có nhiều người nói là đạo Phật so với cái đạo khác, đạo nào hơn, ví dụ như vậy. Muốn so hơn thua phải quy về một hệ quy chiếu. Ví dụ nói người này nói đúng, người nói sai, đúng sai so với cái gì? Ví dụ đúng sai so với pháp luật nào, so với đạo đức hay so với truyền thống, so với cái gì đó. Chúng ta mới nói đúng sai, hay là theo điểm, cái này mấy điểm, mấy điểm. Chứ không thể nói đúng sai được. Thì đạo Phật với tôn giáo khác trên hai nền tảng giáo lý khác nhau, cho nên không thể so sánh. So sánh phải có lấy một điểm chung để so sánh, còn không có điểm chung không so sánh được. Thì đằng này cũng vậy, ác quỷ Dracula là chuyện của dân gian của nước ngoài, là một câu chuyện
chứ không phải là lời của Đức Phật nói. Cho nên không thể so sánh, trong trường hợp này không thể so sánh. Nên chúng ta đang nói tới thân chung ấm hay là gì đi nữa, chúng ta tại vì cái nhân vật Dracula đó là một nhân vật được xây dựng nên, chứ không phải là một cái nhân vật mà ở trong sử. Một cái nhân vật được xây dựng lên mà chúng ta đem đi so sánh như nhân vật ở trong sử, sao so sánh? Nên có những cái câu chuyện, ví dụ như chuyện Thị Hử đi, là cái đầm nước đi, 108 dinh hùng lương sơn bạc là chẳng hạn, thì đó là một chuyện tiểu thuyết là người ta xây dựng lên nhân vật thôi, ta phản ánh về một cái khía cạnh góc độ vấn đề nào đó thôi. Nên không thể so sánh với một cái người thực ở trong lịch sử. Nhiều cái nhân vật mà ta xây dựng trong tiểu thuyết, giống như Tôn Ngộ Không xây dựng trong tiểu thuyết. Ví dụ như tiểu thuyết kiếm hiệp á, ví dụ như là Quách Tĩnh nữa, Hoàng Dung Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư Nam Đế Bác Cái Hồng Thất Công, rồi Châu Bá Thông, rồi Trương Vô Kỵ, rồi Dương Quá, Lâm Bình Chi. Nhân vật đó không phải trong lịch sử, là nhân vật mà người ta xây dựng nên tiếng của nhân vật bằng ngòi bút của tác giả. Cho nên đừng có bao giờ quý vị đem hai cái truyền thống mà mình so sánh. Ví dụ như so sánh nhân dân gian, một cái vị nào trong dân gian người ta xây dựng nên một cái vị đó là một vị Phật. Có nhiều người hỏi là vị Phật đó có giống vị Phật Thích Ca hay không. Hai truyền thống khác nhau, một cái vị mà dân gian là tin là Phật, còn một vị là tu làm Phật, hai vị khác nhau. Cho nên nói giống nhau không sao biết được. Ví dụ như hai vị này cùng tu thì cùng làm Phật thì nói giống nhau à. Hai vị này cùng tu đều giác ngộ giống nhau, là hai vị này đều có trong lịch sử. Ví dụ như vậy. Chứ hai truyền thống, mình đem một cái truyền thống của một nước khác, hay là nước mình một truyền thống dân gian đem truyền thống Phật giáo, là không thể so sánh, không thể nói đúng, không nói sai, không thể hơn thua được. Tại quan niệm khác nhau rồi nên không so sánh được. Muốn so sánh quy về một quan niệm, quy về một hệ quy chiếu, quy về một nơi ở một góc độ, thì lúc đó chúng ta mới so sánh được. Còn không quy về một nơi, không quy về góc độ thì đừng có bao giờ so sánh. Tất cả so sánh trở nên khập khiễng, không có chính xác như vậy. Tôi trả lời câu chót đi, câu này ngắn. A Di Đà Phật, tháng 7 mùa Vu Lan nên tụng kinh gì? Hỏi kỳ nghe, tháng 7 mùa Vu Lan tụng kinh Vu Lan tụng kinh gì? Nhưng mà nói thôi cho vui thôi, chứ thực ra tháng 7 mùa Vu Lan là mùa hiếu hạnh, nên kinh nào mà có thể hướng dẫn cho người ta hiếu hạnh hiếu thảo thì chúng ta nên tụng. Ví dụ như kinh Du Lan Bồn, Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, rồi là kinh Địa Tạng cũng là hiếu thảo đấy, kinh Địa Tạng cũng là hiếu thảo, Cứu Mẹ, vân vân. Thì nói chung kinh nào dạy cho người ta tu, dạy cho người ta là hiếu thảo là được. Nhằm khi kinh không phải dạy hiếu thảo, nhưng mà nhờ tu người ta trả hiếu thì cũng là hiếu thảo. Cho nên là thôi tụng kinh Phật là được, nhưng mà thường thì ở phong tục tập quán ở nơi đó, hoặc là truyền thống của tông phái. Ví dụ như Bắc truyền thường hay là tụng kinh Vu Lan thì mình tụng kinh Vu Lan nếu mình Bắc truyền. Ví dụ như vậy. Quan trọng là tu, còn tụng kinh gì là tùy mùa hoặc tùy nơi nào, mình dựa vào chùa nào đó của thầy tổ mình tụng theo là được. Thôi thầy kết thúc đây, rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Cũng nhắc ra quý vị luôn, chùa mình không có bán thuốc mạng. Quý vị nào nghe nói bán thuốc mạng giả danh chùa mình á, thì quý vị liên hệ số điện thoại chùa làm xác minh nha. Để thầy ban đầu cũng mục đích đó, cho một số người sử dụng các bài thuốc nam mà không biết đó, thì thầy sẽ chỉ cho vậy thôi.
để mình sử dụng, muốn sử dụng thì biết cách sử dụng như thôi. Cho nên á, quý vị có bệnh á, thì người ta đi khám bác sĩ, có hồ sơ bệnh án đâu đó, người ta muốn đi trị gì người ta trị. Quý vị liên hệ số điện thoại văn phòng chùa, số điện thoại di động 0918270732, số điện thoại bàn 0283877 3877. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân nhà hảo tâm đã đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Phật Tạng, là chùa mình trùng tu, và cho nên á, là các khóa tu tập trung ta tạm gác, chỉ các khóa tu online mà thôi. Rất cảm ơn quý vị đã chung tay một bao xi măng viên gạch để giúp cho chùa mình trùng tu nhanh, để chúng ta tu tập hoạt động giáo hội, làm Phật giáo càng ngày càng xưng minh. Chúc quý vị một đêm sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.